Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo Hội Thiên văn Hà Nội, HAS, siêu trăng xanh năm nay sẽ rơi đúng vào ngày rằm tháng 7 âm lịch ở Việt Nam, tức đêm ngày 17, sáng ngày 19 tháng 8. Theo đó, mặt trăng sẽ nằm ở phía đối diện của trái đất và được chiếu sáng hoàn toàn bởi mặt trời. Pha này xảy ra lúc 1 giờ 27 phút giờ Việt Nam ngày 19 tháng 8. Lần trăng tròn này được các bộ lạc người Mỹ bản địa đầu tiên gọi là trăng cá tầm vì cá tầm lớn ở Ngũ Hồ và các hồ lớn khác dễ bị đánh bắt hơn vào thời điểm này trong năm. Mặt trăng này còn được gọi là trăng ngô xanh và trăng ngũ cốc bởi vì đây là lần trăng tròn thứ 3 trong số 4 lần trăng tròn trong mùa này nên nó được gọi là trăng xanh. Có hai loại trăng xanh hàng tháng, kỳ trăng tròn thứ 2 và trăng xanh theo mùa. Trăng tròn thứ 3 trong 4 trăng tròn trong cùng một mùa thiên văn. Kể từ ngày hạ chí vào ngày 20 tháng 6, đã có trăng tròn vào ngày 22 tháng 6 và 21 tháng 7, trăng Sturgeon vào ngày 19 tháng 8 và trăng tròn tiếp theo, trăng thu hoạch vào ngày 18 tháng 9. Trăng xanh của cả hai loại này diễn ra 2 đến 3 năm một lần. Trăng xanh theo mùa gần đây nhất là vào tháng 10 năm 2020 và tháng 8 năm 2021 và trăng xanh theo mùa tiếp theo sẽ xảy ra vào tháng 5 năm 2027. Không cần ống nhòm ngắm sao và kính thiên văn để ngắm trăng tròn, nhưng nếu có thì sẽ giúp nhìn thấy các chi tiết trên bề mặt mặt trăng mà mắt thường không nhìn thấy được. Theo ông Đặng Vũ Tuấn Sơn, Chủ tịch Hội Thiên văn và Vũ trụ học Việt Nam, VACA, trăng xanh là một vấn đề thuần túy mang tính văn hóa của nhiều quốc gia phương Tây trước kia. Theo đó, trăng xanh của mùa là cách hiểu khởi điểm của thuật ngữ Blue Moon. Chúng ta biết rằng mỗi năm có 12 tháng, mỗi tháng có từ 30 đến 31 ngày, trừ tháng 2 chỉ có 28 đến 29 ngày. Trong âm lịch mà Việt Nam cùng nhiều nước phương Đông sử dụng thì tính theo chu kỳ trăng, mỗi năm có 12 tuần trăng. Tuy nhiên, độ dài của tuần trăng trong tháng âm lịch chỉ dài từ 29 hoặc 30 ngày. Như vậy, 12 tuần trăng thực ra chưa đủ 12 tháng dương lịch. Trong dương lịch, chúng ta biết rằng 4 mùa được chia tương đối đều. Mỗi mùa có độ dài 3 tháng và được định mốc bởi hai lần phân hoặc chí, chẳng hạn từ xuân phân đến hạ chí, từ hạ chí đến thu phân. Vì 3 tháng này dài hơn 3 tuần trăng, nên nếu một lần trăng tròn rơi vào một trong vài ngày đầu tiên của một mùa, thì một trong số vài ngày cuối cùng của mùa đó có thể là lần trăng tròn thứ 4, trong khi lẽ ra một mùa chỉ có thể có 3 lần trăng tròn. Trong trường hợp đó, lần trăng tròn thứ 3 trong số 4 lần trăng tròn của một mùa được gọi là trăng xanh. Theo cách tính này, cứ khoảng 3 năm thì có một lần trăng xanh của mùa. Theo Liv Sion, những người yêu thích thiên văn có thể ngắm siêu trăng xanh lần này mà không cần các thiết bị hỗ trợ như ống nhòm hay kính thiên văn. Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ dự báo hai ngày cuối tuần này, 17 và 18 tháng 8, thành phố Hà Nội mưa rào nhẹ vài nơi về chiều tối và đêm, nắng oi về trưa và chiều, nhiệt độ cao nhất từ 33 tới 34 độ C, có nơi cao hơn. Trao đổi về tình hình thời tiết, thiên tai những tháng cuối năm, Phó Giám đốc Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ, ông Nguyễn Văn Hiệp nhận định hiện tượng ENSO đang ở pha trung tính và tiếp tục duy trì đến khoảng cuối tháng 8 này. Từ tháng 9 tới đây, ENSO có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina với xác suất khoảng từ 60 đến 70%. Do vậy, trong tháng 9, Hà Nội có khả năng xuất hiện từ 1 đến 2 đợt nắng nóng, nhưng không kéo dài và không gay gắt. Từ cuối tháng 9 đến những ngày đầu tháng 10, Hà Nội chịu ảnh hưởng từ 6 đến 8 đợt không khí lạnh. Đặc biệt hơn, từ tháng 9 đến tháng 11, Hà Nội có thể chịu ảnh hưởng một cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, một đến hai đợt mưa lớn diện rộng. Trên các sông chảy qua thành phố Hà Nội xuất hiện từ 2 đến 3 đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1 đến 3 mét. Đỉnh lũ trên các sông Hồng, Đà, Đuống ở mức dưới báo động lũ cấp 1 đến báo động lũ cấp 2. Đáng chú ý, trong tháng 9 và nửa đầu tháng 10, các sông Đáy, Bùi, Cà Lồ xuất hiện từ 2 đến 3 đợt lũ ở mức báo động cấp 2 đến báo động cấp 3. Ông Nguyễn Văn Hiệp cảnh báo cơ quan phòng chống thiên tai và người dân ngoại thành Hà Nội như Quốc Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức, Ba Vì, Sóc Sơn đề phòng nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất. Tại hội thảo với đề tài nghiên cứu giải pháp công nghệ tích trữ nước phân tán phục vụ vùng cây ăn quả, đồng bằng sông Cửu Long, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Phú Quỳnh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam cho biết, trước ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu, đồng bằng sông Cửu Long đang đứng trước những thách thức to lớn về an ninh nguồn nước.
Đáng quan tâm, nơi đây có vườn trái cây chiếm khoảng 40% của cả nước với diện tích khoảng 390.000 ha đã và đang đối mặt với tình trạng thiếu nước và xâm nhập mặn nặng nề. Bên cạnh đó, tiến sĩ Trần Thái Hùng, chủ nhiệm đề tài nghiên cứu cho biết, đề tài nghiên cứu cũng kế thừa các dự báo nguồn nước từ thượng nguồn sông Mekong đổ về đồng bằng sông Cửu Long để khuyến cáo cho nông dân thời điểm lấy nước phù hợp cho các vùng cây ăn quả. Đề tài đã xây dựng được hai mô hình trữ nước thí điểm trên bưởi da xanh tại Tiền Giang và sầu riêng tại Bến Tre. Qua mùa khô hạn, các nhà vườn đã sử dụng nước hiệu quả giúp các vườn cây vượt hạn mặn nhưng vẫn đảm bảo năng suất cao. Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Mẫn, thế mạnh của tỉnh là trái cây và rau màu, nhất là trái cây xuất khẩu mang lại giá trị cao. Trung bình mỗi năm, tỉnh cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước hơn 1,7 triệu tấn trái cây, 1,2 triệu tấn rau, 800.000 tấn lúa. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, biến đổi khí hậu và nước biển dâng đã có những tác động không nhỏ tới sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là việc phát triển cây ăn quả khi các loại cây trồng này mẫn cảm với chất lượng nguồn nước. Việc Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam thực hiện đề tài khoa học này là rất thiết thực, qua đây góp phần giải quyết kịp thời các bức xúc của nhà vườn, nhà khoa học và nhà quản lý trong thời gian qua. Cơ quan khí tượng Hàn Quốc KMA cho biết nhiệt độ tại Seoul đã không giảm xuống dưới mức 26,8 độ C trong thời gian từ 18 giờ 01 phút ngày 15 tháng 8 đến sáng sớm ngày 16 tháng 8, kéo dài chuỗi đêm nhiệt đới bắt đầu từ ngày 21 tháng 7. Chuỗi đêm nhiệt đới trên tương đương kỷ lục trước đó về chuỗi đêm này được thiết lập hồi năm 2018 và vẫn là chuỗi đêm nhiệt đới dài nhất kể từ khi các hoạt động quan trắc khí tượng hiện đại bắt đầu tại Seoul năm 1907. Trong năm 2018, chuỗi đêm nhiệt đới bắt đầu vào ngày 21 tháng 7 và kết thúc vào ngày 15 tháng 8. Chuỗi đêm nhiệt đới năm nay dự kiến sẽ tiếp diễn với nhiệt độ qua đêm có thể duy trì trên 26 độ C ít nhất đến hết ngày 21 tháng 8. Ngoài Seoul, thành phố cảng Busan, phía đông nam Hàn Quốc ngày 16 tháng 8 cũng ghi nhận đêm nhiệt đới thứ 22 liên tiếp, chuỗi đêm nhiệt đới dài nhất kể từ khi các hoạt động quan trắc khí tượng hiện đại bắt đầu tại thành phố này năm 1904, trong khi thành phố Incheon trải qua đêm nhiệt đới thứ 24 liên tiếp. Tại đảo Jeju, phía nam Hàn Quốc, hiện tượng đêm nhiệt đới kéo dài 32 ngày liên tiếp. Theo báo cáo của Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ NHC, bão Ernesto đang di chuyển về phía Bắc, cách Bermuda 660 km về phía Nam, Tây Nam, với sức gió 155 km/h. Dự báo bão sẽ tiếp tục gia tăng cường độ trong vài ngày tới và có thể trở thành cơn bão cấp 3 hoặc cao hơn trên thang bão Saffir-Simpson, có khả năng gây ra thiệt hại nghiêm trọng hoặc thậm chí thảm khốc. NHC cho biết bão Ernesto có thể gây ra lượng mưa lên tới 38cm, nguy cơ dẫn đến lũ quét gây chết người. Trước đó, bão Ernesto đã hoành hành ở Puerto Rico, vùng lãnh thổ hải ngoại của Mỹ, gây ra tình trạng lũ lụt, làm hư hại nhà cửa, phương tiện cũng như gây mất điện trên diện rộng. Ernesto là cơn bão được đặt tên thứ 5 trong mùa bão Đại Tây Dương năm nay. Tuần trước, cơn bão Debbie đã tấn công bờ biển vịnh Florida với cường độ bão cấp 1 trước khi gây ngập lụt một số khu vực ở bang North Carolina và South Carolina với lượng mưa lên tới 60cm.